Chào các bác, em hôm nay mới có thời gian để giới thiệu với các bác cái con iRobot Zumba Z7. Con này thì em về cũng khá là lâu rồi, nhưng mà rất là nhiều việc nọ việc kia, rồi máy này nọ chứ là chưa quay cho các bác được. Một con Z7 dòng phải nói là gần như là VIP nhất thị trường hiện tại bây giờ. Còn có Z7, con này gọi là Z7 Plus các bác nhé. Z7 Plus thì nó bao gồm cả cái hộp giác to tướng như các bác nhìn, nặng vài cân luôn. Đấy. Trước khi giới thiệu con này thì lại giới thiệu các bác qua số điện thoại của em, để các bác nào có nhu cầu mua hàng thì các bác liên hệ với em theo hai số này nhé, có Zalo. Các bác ấn đăng ký kênh YouTube ủng hộ bên em nhé, cập nhật những clip mới nhất. Một con Z7 Plus em nhập về phiên bản của thị trường Nhật, hàng lướt rất là đẹp. Đấy, hàng lướt rất đẹp các bác nhé, dùng cho thị trường Nhật nội địa. Đấy. Tình trạng máy còn rất là mới. Đây, bây giờ sẽ giới thiệu các bác từng cái một. Đầu tiên là về máy. Máy em chọn con máy mặt cực đẹp luôn nhá. Đây, mặt cái này nó phay không phải nhôm hay là inox hay là cái gì nó đây, cực đẹp luôn. Hình thức viền cạnh đẹp. Đây, nhập. Nhập hàng chọn đẹp cho các bác. Có nhìn con này có camera. Hình mặt dưới này cũng rất là mới các bác nhé, hai chổi lăn chổi cạnh, tem mát đây, dùng cho thị trường Nhật đây các bác, lọc rác, chổi cạnh, đấy là về con máy còn rất là mới đây, hộp rác nhá, lỗ này nó hút rác lên các bác này, đấy, trong này có một túi rác siêu cua, một túi thay mới rồi, to đúng cách mạng, to đúng rồi. Z7 Plus phiên bản gần như là VIP nhất thị trường bây giờ. Con này thì nó không làm quai sách các bạn, không làm quai, không có quai gì cả, máy đẹp quá. Công nghệ con này thì em nói sơ qua các bác thôi. Con này thì thứ nhất là nó kết nối app điện thoại là đương nhiên rồi. Đấy. Điều chỉnh app, vẽ 10 bản đồ và đặc biệt là nó có cái camera này. Nó phát hiện các cái vật cản và nó báo về trên app của các bác. Đấy. Để mình có di chuyển các cái vật cản hoặc là di chuyển máy tránh được không. Camera là có cả đèn flash các bác nhé. Để thử này. Đây, các bác nhìn đèn flash sáng nhé. Để giúp cho cái việc quét dọn ban đêm nó được sạch sẽ hơn. Nói chung về con này thì các bác nào yêu công nghệ thì các bác tìm hiểu thêm về nó. Còn để mà nói sâu về nó thì thật sự em cũng không có nghiên cứu quá nhiều về máy. Thì mình thực ra mình bán quá nhiều mặt hàng các bác. Mà chỉ các bác các cái tính năng nó sâu quá em không thể được. Giữ người mà. Là nó về thùng rác nó đổ rác luôn. Có mỗi nút này thôi, giữ cái này nó về thùng rác nó đổ rác. Về đổ rác thì tiếng motor rác nó rít lên kinh. Máy thì đẹp, cho thị trường Nhật. Mà hàng thương hiệu của đương nhiên của Mỹ rồi, nhưng mà cho sử dụng của thị trường Nhật. Con này các bác lưu ý là điện nó 100V nhé. Này, về thùng rác này con này. Vừa về thùng rác vừa sạc luôn và xả rác luôn đấy. Đấy, nếu mà nó có rác trong này thì nó sẽ xả ra, còn nếu không phát hiện có rác thì thôi nó không xả, nó không chạy. Thế là bây giờ cho chạy thử con này. Bấm 2 phát này. Đấy, bấm phần nữa nó mới chạy. Đấy. Nó leo lên hộp giáp rất là cao. Con này thì nó đẳng cấp quá rồi. Có camera đằng trước này, còn có cả đèn này các bạn. Phát hiện vật cản nhé. Đấy, nó nhìn thấy chân cái là các cái đồ vật là nó sẽ tránh.
nó báo về trên app ấy, con này chưa cài app gì cả. Công lực hút của nó thì nói chung từ các cái dòng đầu 8 trở lên của iRobot này nó là siêu sạch rồi các bác. Còn những cái dòng này thì nó hút không còn gì để chê rồi, tất cả các cái thể loại bụi mịn hay là dưới đất, dưới sàn nhà hút mọi ngõ ngách góc cạnh. Con này thì có khả năng các bác chia được phòng nhá, hút hết phòng này thì có sang phòng khác này, sạch sẽ. Đây mình cái bạn này muốn về ấy, có giữ này. Giữ là nó về hộp rác. Chiếc này bác nào có nhu cầu alo em nhé. Xoay cái camera cái kính điện 100V này các bạn, cắm qua viền áp chứ. Hàng Nhật, kính thường Nhật. Đấy, nó về đấy, mọi người nghe đi. Hút rác ra này. Chạy thì nó có rác. Nếu chạy một tí nó có rác, nó hút vào đấy. Hút vào cái thùng cái túi này các bạn. Đấy. Chạy tiếp. Thổi ghê. Đấy, rác này. Đấy, có vài hạt nên nó cũng xả vào đây rồi. Chung là hàng đẳng cấp. Rồi, chào các bạn.